ta không ấm gió phương xa. Em xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em lên cho các một con giải mã quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Bác nào có thích giải mã mà 24 bit chuẩn Nhật không ạ? Vâng. Nếu mà thích giải mã chuẩn 24 bit của Nhật thì alo cho em. Lấy ngay con Onkyo FRX9 Made in Japan, tức là hàng sản xuất tại Nhật. Với công suất là 55W. Đấy, thì ngoài giải mã ra thì các bác có thể làm công suất được. Đấy, thì nếu mà làm công suất thì các bác có thể phối cho em loa từ 4 đến 16 ohm. Đó, còn đây là các cổng AV của nó này. À, cổng AV của nó này. Đấy, AV thì nó sẽ có 5 cổng các bác nhé. 5 cổng thì có một cổng in, cổng out. Đấy, thì sẽ có gì ạ? Có in, có out thì đây nó sẽ chia ra làm 2 cổng out, 3 cổng in, tức là 2 ra 3 vào, đặt xen kẽ nhau. 2 cổng ra để bác nào thích mà hát karaoke này, hay là nghe nhạc từ tivi xuống này, thì mình có thể lấy con này giải mã nhá. Những cái dòng này nó giải mã cực chuẩn luôn các bác nhá, cực kỳ chuẩn luôn. Nó là dòng giải mã 24 bit cực chuẩn luôn các bác nhá. Bác nào mà đam mê karaoke này, đấy thì alo cho em ngay, dinh ngay con này về. Đấy, còn nếu bác nào đang dùng những con giải mã DAC bé bé như này, hoặc là bao diêm này bé tí như 4 đầu ngón tay này, thì thử thay đổi cho em sang con này đi. Các bác sẽ cảm nhận chất âm nó khác biệt hoàn toàn so với cả những con đấy. Các bác cứ yên tâm là như vậy. Chắc chắn một điều luôn như vậy. Đấy. Cái này không phải cá nhân em khẳng định mà là rất là nhiều khách hàng rồi. Hàng trăm, hàng nghìn khách hàng đã dùng rồi và có cảm nhận và đều có đánh giá như vậy hết. Các bác nhá. Đấy. Giải mã X7 ra sướng rồi. Đây giải mã lại là X9. Đời rất cao luôn. Đó. Cực kỳ phê luôn. Kể cả những con đời 7 đời cao, ví dụ như là L7 FX hay L7 TX nhá, hay L7 XX thì vẫn thua con này nhá. Bởi vì các con đấy thì TX là XX hoặc là FX thì nó vẫn cứ là dòng đời 7 thôi. Còn lên tới đời 9 thì nó khác biệt hoàn toàn. Kiểu như các bác đang dùng con điện thoại mà chỉ bấm thôi ấy, không có màn hình cảm ứng ấy. Đấy, xong tự dưng các bác nhảy lên màn hình cảm ứng, dùng sướng không ạ? Quá sướng. Đời nó cao hơn mà. Đấy, nó nhiều tính năng hơn, nó gọi nó sướng hơn đúng không ạ? Cuộc gọi nó tức là vào web lướt mạng nó nhanh hơn. Đấy thì con này nó cũng vậy. Nó đời cao thì nó xử lý chất âm nó tách bạch hơn và nó chi tiết hơn. Thế nên là tại vì sao mà bác nào mà hay đam mê hát karaoke ấy, thì phải lên mua những con này này. Đấy, mua những con này về thì nó mới có cái chất nhạc hay để các bác hát được. Chứ còn các bác mà dùng cái con giải mã bao diêm với xíu xíu như này này thì nó chỉ có chuyển đổi giải mã thôi. Chứ còn để mà sàng lọc tín hiệu thì không có. Bởi vì cái mạch nó bé tí, nó bé như này thì các bác cứ hình dung được cái mạch nó bé xíu như thế này. Cái mạch nó bé như thế này thì các con tụ con trở bên trong bé xíu xíu thì nó lọc chất âm nó sẽ không được chuẩn, được chưa? Nhưng với những con này thì phê mạch nó to tụ rồi, nói chung là nó bàn ngàn các con bên trong, linh kiện bên trong. Nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ sàng lọc tín hiệu. Đấy. Bình thường nha, các bác hình dung là ví dụ một cái tín hiệu mà nó đi qua một lớp này thì nó vèo cái nó qua ngay đúng không ạ? Nhưng khi nó có thêm một lớp nữa thì nó sẽ đi phải chậm hơn. Một lớp nữa thì nó lại phải chậm hơn tí nữa. Một lớp nữa chậm hơn tí nữa. Và khi qua 4 cái lớp lọc này của nó rồi thì là gì? Thì chất lượng nhạc nó sẽ ra tới đây. Đầu này thì nó sẽ trong hơn và nó sẽ sạch hơn. Đấy. Bởi vì nó to hơn thì nó phải nhiều linh kiện. Mà đã nhiều linh kiện thì khi đi qua nó thì ông phải được sàng lọc nó kỹ càng hơn. Đúng không ạ? Kiểu như các bác đi sát gạo cũng vậy thôi. Các bác sát một lần thì gì ạ? Nó sẽ vẫn còn sạn, còn trấu, còn các cái dăm bụi đúng không ạ? Nhưng khi mà các bác đã qua thêm một cái lớp nữa, đó là cái lớp nghiền nó kỹ hơn thì gì ạ, hạt gạo nó sẽ bóng bẩy hơn, sạch hơn, nhưng lúc đó nó vẫn còn sạn và vẫn còn mẩy trấu. Thì lúc đấy mình lại phải làm gì? Đưa sang cái máy sàng lọc sạn đấy, rồi máy lọc cái mẩy trấu ra. Thì lúc sau là các bác thấy gì ạ, hạt gạo nó sẽ bóng hơn nữa và nó sẽ ngon hơn, nó sạch sẽ hơn, không còn sạn nữa. Thì con này nó cũng vậy, nó qua nhiều cái hệ thống tụ trở cái thứ lọc thì tiếng nó sẽ trong hơn và sạch sẽ hơn, giúp cho các bác gọi là nào đam mê karaoke thì sẽ có một cái chất nhạc nó hay hơn để mình hát cho nó sướng, hoặc giải mã để nghe nhạc thì nó cũng phê hơn. Đấy. Quang thì hai cổng các bác nhá, quang nó sẽ có hai cổng, súp có một cổng. Đấy. Bác nào thích thì ghép loa đây xong ghép tiếp được cả súp luôn nhá. Cứ súp điện cho em ghép là được, trừ súp 5.1. Đấy, con này thì em thử thì hiện tại là CD vẫn chạy ngon. Đấy, cắm điện thoại máy tính chạy ngon, rồi kết nối Smart TV làm giải mã vẫn ngon. Đấy, có cái MD này thì mắt nó hơi kém tí, cái cơ hơi kém tí. Đấy, thì nói chung MD thực ra thì giải mã không cần mồi thì cũng có thể là không cần cái này. Đấy, hoặc là cũng không ai chơi cái này mấy. Đấy, ít người chơi lắm. Rồi, bây giờ em sẽ test thử nha. CD em test thử với rồi. Chạy ngon lắm. Lâu
lách bài các bác này. À con này lách bài ấn này. Đó, ấn cho một chạm nha. Đấy. Ấn luôn là nó lấy bài, các bác thấy không? Chuyển bài rất nhanh, rất mượt. Trên dòng đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kề tai em bằng con tim một người yêu em. Trưa nắng cháy sờ gió núi, sờ sóng khơi tan vỡ mau, nên tôi nghẹn ôm cuộc đời vạn phần lẽ. Đó, đấy là gì ạ? Đấy là nhạc trên CD. Còn có một thích là Đường Quang này, Giải Mã này. Đấy. Thế không thích nghe Giải Mã thì mình thích làm công suất đúng không ạ? Nghe nhạc trên máy tính điện thoại chuyển tiếp cho em này. Đấy, tiện đúng không ạ? Chỉ cần hai nút này thôi. Cắm vào đời để cho muôn thế hệ sau nhớ tôi không tắt trên môi. Đó, rất là phê luôn các bạn. Nói chung là với con này làm công suất này, Giải Mã là đều sướng các bạn nhé. Trưng bày cũng đẹp, hàng bãi nhưng mà về tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi con này thì giá của nó là 1 triệu. Thôi con này để buổi sáng nay đi, 1.250.000 một con X9 đời cao. Con này thông thường ví dụ như là các bác mua như năm ngoái nhá, em chỉ không cần lấy đâu xa xôi như năm ngoái thôi. Còn các năm trước nữa thì nó còn cao nữa. Năm ngoái thì nó đã là 1.600.000 rồi. Đấy, nhưng mà thời điểm hiện tại hôm nay thì giá hiện tại của nó đang là 1.450.000, nhưng mà em đang giảm giá còn có 1.250.000. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.